15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Cô ơi, cô, con chào cô. Mình ở đâu đến, mình biến cậu Năm cô. Bạc Liêu. Rồi hôm nay cô đến với mấy con của cô đúng không? Dạ. Còn hai cô này mình đi riêng hả cô? Dạ. Rồi cô Bạc Liêu, thôi bây giờ để cô cúng đi. Cô mình ở đâu cô? Mình ở đâu? Ở ngoài chợ Chánh Lưu. Chợ Chánh Lưu em biết không? Ngoài đây nè, chạy ra đây đúng không? Dạ, cô đốt nhang cậu Năm chưa? Chưa hả? Đây mình đằng sau này cũng có nhang ha. Thì mình vào mình viết cậu Năm thì mình đốt cho cậu Năm cây nhang. Mộ cô Huệ đúng không cô? Bên đây cô ơi, bên đây nó rào hết rồi. Mình đi đường này. Mình đi đường này á, đi vòng qua nha cô. Nó hơi xa xa tí xíu nhưng mà đúng đường rồi. Chắc lại cô mình lần đầu mình đi luôn hả? Cái này là con của cô đúng không? Cháu hả? Dạ. Rồi hôm nay cái mình dành chút thời gian của mình chạy qua đây mình xem coi. Chạy Chánh Lưu là thực tế như thế nào đúng không? Thực tế là gì nè? Cái này nó không phải thực tế đâu, thực tế là mấy cái đàn hoa kia nhiều lắm mà biết sao không? Mưa rồi ba cái bông sáp nó chảy hết nè, có thấy chảy chưa? Sáp nó chảy nó đủ như vậy nè. Đó. Nó chảy như sáp đàn chày vậy đó. À 15m Bình Dương xin chúc cho toàn thể quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Thì hồi nãy cô ở Bạc Liêu cũng có mang bánh mía đến phía cầu Năm. Trời ơi con nai hôm qua nó ăn nè. Cái hoa này mà nó ăn ta. Cô Bạc Liêu là tự Bạc Liêu lên đây luôn hả? Cô ở trên đây. Trời ơi, bao xe bảy chỗ lên đây. Cô cẩn thận nha. Dạ, cô cẩn thận. Đây là con gái cô hả? Con dâu. Từ thành phố Bạc Liêu lặn lội xuống đây để viếng mộ chú Vũ Linh 10. Thành phố Bạc Liêu lên đây nhiêu cây anh? Gần 400 cây. Ủa Bạc Liêu đây xa dữ vậy hả? Anh nói Âu Giang lên đây là 200 mấy rồi, gần 300 cây rồi. Chiều anh được, anh đừng ngố nha. Thôi lát đốt cho cậu Năm đi hút đó nha. Có hút chưa? Chưa có, phải không? Có nhà tài trợ đây luôn nè. Cái này gần hết rồi. Thôi để đây luôn đây cho mấy. Đúng rồi. Cái hoa ly mới này đẹp ghê luôn á. Sáng nay được hai cái bánh mía ha. Cậu Năm bữa nay ăn bánh mía là thôi nè. Cái này nước gì ta? Hút cái đi được, hút cái đi cậu mới chứng nha. Hút cái chừng ghiền nha. Đúng rồi. Chắc đồ đâu biết không hả? Không. Bởi vì thấy đốt vô đó là thấy biết rồi ha. Rồi, ở đây có mấy anh đang cưa cao su.
Ừ. Ừ, con chào cô, nãy giờ trò chuyện cô mà con chưa biết cô tên gì vậy? Mai. Cô tên là Mai. À, còn con cô? Con Tiên. Tiên đúng không? Tiên. Kiên. Còn con dâu cô? Dâu là tên Hằng. Hằng, rồi biết tên gia đình mình ha. À, mình đi từ Bạc Liêu đến đây, tức là hồi khuya mình đi hay sao cô? Đi hồi 9 giờ đêm. 9 giờ đêm hôm qua? 9 giờ đêm hồi tối. À, 9 giờ tối, rồi mình lên đây mình nghỉ. Khám bệnh cho cô ha, cho ai à, xong khám bệnh xong rồi mình mới qua đây. Dạ mình tranh thủ qua đây luôn ha, cái mình biết cô Năm đúng không? Dạ anh lắm, vừa có bà nhóm đi, vừa dạ. Có chuối đi, vừa là hút chuối đi, ăn ngoan đi. Vậy là quý quá rồi ha. À, nói chung là từ Bạc Liêu lên đây cô khám bệnh thì con cũng chúc cô á là nhiều sức khỏe ha. Đó. Dạ. Ở Bạc Liêu là lên đây nhiều lắm á cô. Ở nhà chứ cô có coi YouTube không? Dạ, coi tối ngày. Coi tối ngày đúng không? Vậy là cô về tối nay cô lên kênh 15 Bếp Bình Dương á là cô gọi sẽ có cô cho nó luôn á. Nay anh định thành tâm quá. Rồi thôi con cảm ơn cô đã chia sẻ nha. À, con chúc cô là nhiều sức khỏe, nói chung là mình hết cái bệnh ha. Dạ. À, gia đình mình thì nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc ha. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi như các anh em, các cô chú, các anh chị thấy thì ở đây có một cái anh đang giống như là phun thuốc ha, phun thuốc từ sâu. À, nãy mình tưởng là cưa gỗ, phun thuốc. Chắc là phun thuốc là tôi sao đó, nói chung là nó phun ra. À, thấy mẹ chồng con dâu thấy thuận thảo. Mẹ chồng con dâu anh. Đâu cái anh Tên Kiên á là mấy cò con rồi của cô. À còn chị này á là con dâu thôi. Đó, mình phải tìm hiểu kỹ mình mới nói với khán giả được. Đấy, cái chị này tên là Hằng. Đó. Mộ của cậu Năm hôm qua thì nói chung là mưa lớn quá à, nên các cô chú các anh chị thấy thì tất cả các bạn nằm bên kia hết trơn ha. Hồi sáng thì mà Năm Bến Bình Dương á, cùng với các anh YouTuber khác như là chị Tống Miêu nè, anh Di Minh nè, đem ra phân cũng như là thấy trời mưa quá thì bắt đầu đem vô lại nè. Đó thì cũng phân những cái bó nhang ở đây, nhang này thiếu hết trơn. Cho nên sáng sớm mình đem nhang ra pha để cho mà các cô chú ở xa đến á thì cũng có mà có nhang mà đốt cho các nghệ sĩ ở đây ha, cũng như là biến cậu Năm Vũ Linh. Ở bên kia anh kia đang là hơi ồn nên các cô chú các chị thông cảm ha. À, đến đây thì 15 Bếp Bình Dương xin khép lại video này. À, nếu mà các cô chú các chị xem video này hay hãy like cũng như đăng ký kênh để 15 Bếp Bình Dương có thêm cái động lực ha. À, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.